Thôi Ngầu à, bút mọc bỏ sa tế nhóc hết trơn, mày có ăn được không mà xin. Hồi làm hải con vui thấy mẹ xin cũng bắt chước xin tao. Không sao, thịt với đồ ăn nhiều quá mà, chia tụi mày bớt để xé nhỏ nhỏ ra nha. Mà kiếm cái gì đựng cho nó đỡ dơ, cái dĩa nó cũng được. Chà, cục xương bự như con trâu tụi mày nhắm cạp nổi không? À kha, có ba con báo được. Giờ xương với thịt để một bên, chả mọc để một bên, rồi bún rau để luôn. Chứ không có ba con báo, ba rau cải với bún khỏi để, đảm bảo không con nào ăn. Sau đây sẽ là phần thử thách con mèo nào và con chó nào dễ ăn nhất trong triều đại khói thúi. Chơi hết. Con vui. Con ngầu. À con ngầu chịu ăn cay, nhưng hửi mùi sa tế kiểu như thôi dẹp mẹ. Ở tao con ăn sa tế miễn bàn. Khè đã bước ra. Hửi mùi thịt thơm mà dính sa tế thôi chia tay. Xin mời ba con báo. Ê ê tụi bay vô nhà mèo lịch sử đàng hoàng nha. Bữa nay khang tiếng nghẹt mũi trầm trọng luôn mà phải làm video. Kiểu như cái nghiệp, không có ngày nào mà không ra video dài được hết trơn. Nếu mà nói chuyện không được thì mở video dặn nhạc. Thì cách này mọi người thấy cái video ngắn mà còn mở nhạc là hiểu khang tiếng trầm trọng. Trời ơi con khế thấy ba con báo ăn, nó nàng nỉ, nó xin. Rồi xé cho thêm cục xương. Ê, không ngờ con khế này đối với mèo thì nó nhường, mà đối với chó là dành tới bến và dành cho món ngon nhất. Thế đem cái dĩa đồ ăn ra nó tưởng cho mèo, nó nhường. Rồi khi mà tôi kêu ba con báo biểu ơi là nó chạy lại ôm chân tôi xin cái miếng thịt ngon nhất mà ba con chó khoái nhất mà dành. Ai cho chị ba đầu tiên nha. Mình sẽ cho ăn món ngon nhất. Chị nằm thôi chứ không dám đứng lên. Hiểu ý á, đứng lên tranh giành là không có ăn. Thứ nhì là ông chó. Đó đó thằng hay lé ta, tao mới nói vậy. Mày càng giành là mày càng không có gì nghe ha, hay lát. Nè mày, bà con thấy khay ghê chưa? Đem đồ ăn vô là nhường hết, mà đối với chó nó không có nhường. Xin liền. Chị bà, đầu tiên mình ăn cái món ngon trước, từ từ đến tới món dở nha. Thịt heo đó, cái đầu tiên là chả mọc, hay lát cuối cùng. Rồi tiếp theo sẽ là rau với bún, trộn đều hết. Mà trong cái rau này có vài cái rau thơm. Chó mèo đa số là không biết ăn rau thơm, dám lại gần sợ tôi quýnh. Chưa cho phép mà. Ai tao trộn lên nha. Cái này đã cho phép ăn nha. Rau thơm nhiều lắm nha bà con. À chưa có dám ăn, không biết nó có phải cho mình ăn không nữa. Trong đám ba con chó, con chị ba nó nhạy cảm với đồ ăn nhất. Anh nên bút đầu tiên ha. Ủa sao có mùi sa tế chứ đâu có thịt gì đâu chạy. Rồi chạy luôn, chạy liền. Còn mấy con khác không có chạy chị ba đâu. Thấy út chó nè. Trời ơi ăn miếng rau ngon lành trời. Chó dễ ăn nha. Cái bún với rau chỉ có mùi nước thịt với mùi sa tế là nhiều, chứ không có cái gì ngon hết trơn. Trong khi con chị ba nó ném trúng sa tế, nó uống nước quá sâu. Cái nết uống nước kỳ quá. Vậy mà dở hơn khế vậy. Nó chịu đám ăn sao, nó ăn cục thịt uống sa tế không. Thà ăn chứ không để cho mấy con chó ăn đồ ngon. À bà con nhìn cho kỹ đi. Chó mà chịu ăn luôn rau muống. Rau muống rồi nó ăn một cọng rau thơm rồi đó. Đâu ăn rau muống vô cho người ta coi. Chê lựa bún thôi. Ê út chó biết nghe lời nha, kêu mày gán ăn đi út chó. Miễn cưỡng cái mỏ nhăn. Ăn mà kiểu để tao gán ăn hết nước thịt ở trong bún, chứ cái rau này tao ăn không nổi bà ơi. Tiếp theo là cái thằng ham ăn nhất trong bầy, mỏ hổn nhất trong bầy nè. Tao cho cái cọng rau thơm thiệt là nhiều, giỏi thì ăn. Mình đưa cho một mình nó thì nó không có sự tranh giành, không thèm ăn. Mà có hai con khác tôi đảm bảo nguyên cái này nè, nó quất luôn cọng rau thơm ngon lành. Lúc này ăn còn điệu đà, chưa có dám nuốt cọng rau muống, mà bỏ xuống cũng không nở. Gửi đây là món ngon của hai đứa kia nó dành của mình sao. Gán nuốt vô mới được. Thà ăn nhầm còn hơn bỏ sót. Nhờ sự ham ăn và lòng tham đã giúp cho hai lé ăn được nhiều món. Đồ nuốt cọng rau muống miễn cưỡng quá. Tiếp theo con ơi, mày mà ăn được cọng rau thơm là tao sẽ phong mày làm thánh ăn. Nè, nó đang lường lường, nó không có ăn rau. Nó lựa bún nó ăn không rồi ha. Được lắm, tao sẽ đẩy cái mỏ thằng út chó vô. Còn đâu, thay cái mỏ út chó vô, nắm cọng rau, chạy quần bên liền. Như cọng rau có mùi kỳ kỳ, tao ăn không được. Rồi nó ăn luôn cái rau muống bún gì ăn láng hết trơn, thấy không? Hồi nãy là nó lường. Nó lường, nó lựa bún không à. Thấy con khác là thà ăn nhầm còn hơn là bỏ sót. Và đây cũng là tôn chỉ của hai lé, trong khi hai đứa kia cái gì không ăn được thì không có dám ăn đâu. Còn hàng quỷ này, cọng dây thun cũng muốn nuốt chậm, cục mớp cũng muốn nuốt chậm khi nó nhìn thấy con nào ở gần cái món ăn đó. Mặc dù ăn không được phải gắng nuốt. Tôi nói rồi, mấy con mỏ đen vừa ham ăn mà vừa mỏ hổn là vậy đó. Mà con chị ba nó nhạy cảm quá, cái gì hơi cay hơi lạnh là chỉ bỏ cuộc liền. Một lát sau tụi nó chừa cái miếng rau thơm ra thôi, ngoài rau quất hết. Thế là hai con này đã thay thế cho thùng cắm heo hay là cái ao cá nhà tôi, bỏ đúng một cọng rau thơm ra ngoài. Hôm nay có nhiều drama lắm mà nghẹt hai bên lỗ mũi nói chuyện không có được. Cực kỳ nhiều drama luôn, nhất là ở ngoài này nè.
Nhất là con dòi khùng nè, cứ xung phong ra ngoài sân chỉ ba con chó không á. Hãy tôi mở cửa cho chó ra sân là con quỷ này chạy ra, nó canh chó từ sáng tới chiều. À không, thời tiết mát mát là chỉ đòi chạy ra. Mà ba con chó mà đi đi làm gì không dám đụng tới chị á. Nhưng nên ra nó chấn mang chó luôn á. Đại ca thấy con dòi chị chó quay quá cũng muốn ra chị. Mà ra nữa chừng cái sợ chạy vô trong lại. Nên video chỉ tới đây thôi, thật sự còn nhiều drama lắm. Mà ba con báo nhìn thấy con dòi kiểu như buồn một chút. Không được trọn vẹn cuộc chơi, không được sửa sùm, không được chạy đâu chạy. Nhờ con dòi khùng là một nữ tướng mèo, chấn giữ biên ải quá là giỏi mà. Con nào cũng sợ hết. Nè nàng hổ chó bị tán nè, cái muỗng chụm cơm để quên đây. Nó cắn kêu lan can. Trong khi con dòi khùng nó đang gìn con mèo vàng, không tập trung được, phóng xuống tán một cái, con chó là sùm. Hiểu chuyện gì xảy ra.